Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Thái Nhí TV. Lời nói đầu tiên, Nhí xin gửi lời chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và may mắn trong cuộc sống. Chủ đề chia sẻ món ăn hôm nay thì Nhí lại chia sẻ theo yêu cầu của quý vị khán giả. Thì hôm nay Nhí sẽ làm một cái món là hủ tiếu Nam Vang đó các bạn. Video trước thì Nhí có chia sẻ cái công thức sốt hủ tiếu Nam Vang khô rồi. Thì hôm nay Nhí lại chia sẻ nguyên chọn một cái công thức hủ tiếu Nam Vang nước. Công thức này thì các bạn có thể nấu để phục vụ cho gia đình. Và bạn nào mà muốn kinh doanh thì có thể gia giảm thêm một số nguyên liệu thì có thể kinh doanh rất là ok nha các bạn. Để biết được cách của Nhí chia sẻ như thế nào thì Nhí xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp tham khảo cái cách làm của Nhí. Về nguyên liệu nấu hủ tiếu thì hôm nay Nhí có chuẩn bị 1 kg xương ống các bạn. Thì Nhí chọn những cái loại xương mà nó còn thịt nhiều đó các bạn. Thì mình có thể tận dụng mình làm hủ tiếu xương mình ăn luôn các bạn. Cũng rất là ngon và rất là tiện trong quá trình mình nấu nữa. Bên đây thì Nhí có 200g củ cải trắng nè, 200g hành tây, 20g khô mực, 20g tôm khô. Thì cái tôm khô này Nhí đã ngâm nước sôi rồi các bạn, Nhí đã rửa rất là sạch. Và 20g củ cải muối. Thì củ cải muối này Nhí cũng đã rửa qua nước rồi các bạn. Bên đây thì Nhí có 6 bấu đó các bạn. Thì cái này là cái cải thảo người ta bầm. Thì trước khi các bạn mua về thì các bạn ngâm nước như thế này nè, cho nó bớt mặn. Tí xíu nữa thì Nhí sẽ chia sẻ cái cách làm. Bên đây thì Nhí có hành ngò nè, một ít trứng cút nè, một ít tôm nè, một ít thịt nạc lưng nè, một ít thịt xay nè. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể sử dụng tim, gan, phèo gì đó các bạn, tùy theo cái sở thích của mình nghe các bạn. Về cái phần rau ăn kèm thì hôm nay Nhí sử dụng 4 loại nha các bạn. Thứ nhất là giá nè, thứ hai là rau cần tàu nè, thứ ba là rau tầng ô nè, thứ tư là rau xà lách nha các bạn. 4 thứ rau. Đây là hủ tiếu. Thì những cái video trước các bạn hay thắc mắc hủ tiếu trụng như thế nào thì ngon và hủ tiếu nào thì ngon, thì hôm nay Nhí sẽ chia sẻ đây là cái cọng hủ tiếu dai nha các bạn, hủ tiếu khô. Cọng hủ tiếu này thì nó có cái màu trắng đục và khi mình trụng mình ăn thì nó rất là dai và rất là ngon. Thì tí xíu nữa thì Nhí sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cái cách trụng hủ tiếu như thế nào thì ngon. Đầu tiên thì Nhí sẽ chuẩn bị một cái nồi nước để mình chần xương đó các bạn. Mình chần xương để mình nấu cho cái phần nước dùng mình nó được trong và nó ngon hơn. Củ cải thì Nhí sẽ cắt thành khoanh như thế này. Hành tây thì Nhí để nguyên củ nha các bạn. Thì để nấu nước dùng ngon thì khô mực thì các bạn phải nướng lên. Thì Nhí sẽ nướng lên trên bếp như thế này. Và sau đó Nhí sẽ đi rửa thật là sạch cho nó ra những cái bụi bị cháy đó các bạn. Lúc này nước sôi rồi thì bây giờ Nhí sẽ chần xương và Nhí sẽ chần cái xương này từ khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi. Đây các bạn, Nhí đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước dùng. Thì cái nồi nước này là có trọng lượng là 5 lít nha các bạn. Thì sau đó Nhí sẽ cho xương vào nè, khô mực nè, tôm khô nè, với lại hành tây, củ cải trắng và củ cải muối luôn nha các bạn. Trong quá trình hầm xương thì các bạn cũng có thể đậy nắp và các bạn đậy hé hé thôi, tránh tình trạng các bạn đậy kín quá thì cái nước dùng nó sẽ đục. Các bạn lưu ý ở trong quá trình mình hầm xương á, thì cái nước mà nó đã sắc lại đó thì các bạn phải châm nước thêm. Nếu các bạn không châm thì nước nó sắc quá thì nó sôi mạnh quá thì cái nước dùng của mình nó sẽ bị đục. Bây giờ thì Nhí sẽ xào thịt bằm nha các bạn. Nhí sẽ phi một ít đậu hành với lại hành tím cho nó thơm lên. Sau đó Nhí sẽ cho thịt bằm vào và xào lửa nhỏ. Trong quá trình xào thì Nhí có nêm vào đây một ít tiêu nè, một ít bột nêm với lại một ít bột ngọt với lại một ít muối nha các bạn. Tiếp theo thì Nhí sẽ làm cái sáo bấu nha các bạn. Thì cái sáo bấu này các bạn mua ở chợ về thì các bạn ngâm nước khoảng 15 đến 20 phút. Nếu có thời gian thì các bạn ngâm khoảng vài tiếng đồng hồ. Lúc các bạn rửa cái sáo bấu này nè thì các bạn phải dùng tay bớt mạnh tay. Các bạn phải nhồi mạnh tay lên để cho cái sáo bấu này nó bớt mặn đi. Và sau đó các bạn vắt thiệt là khô nước đó, và các bạn làm như thế khoảng 2 đến 3 lần cho cái sáo bấu này nó không còn mặn nữa nha các bạn. Và sau đó các bạn đem đi phi một ít hành tỏi nè, các bạn xào lên. Và trong quá trình xào thì các bạn xào lớn lửa và không phải nêm một cái thứ gia vị nào vào trong đây. Thì như vậy thì các bạn sẽ giữ cái sáo bấu này nó lâu hư, trong quá trình mình bán thì nó sẽ ok hơn nha.
Đây các bạn, có một số topping mà Nhí đã chuẩn bị xong rồi nè. Thì đây là 6 món mà Nhí vừa xào xong rồi các bạn. Thịt bằm nè, hành ngò nè, tôm nè, trứng cút nè. Đây là một số topping mà Nhí thích ăn đó các bạn. Các bạn có thể thích ăn những cái topping nào thì các bạn có thể bình luận cho Nhí biết nha. Lúc này thì cái nồi nước dùng nó đã sôi rồi các bạn. Thì Nhí sẽ cho cái cục thịt nạc lưng vào luộc luôn. Vì sao các bạn chọn cái thịt nạc lưng? Vì cái thịt nạc lưng khi các bạn luộc lên đó, nó trắng, nó đẹp, nó ngon. Nồi nước dùng nó đã sôi mạnh rồi các bạn. Thì bây giờ Nhí sẽ vớt bọt thường xuyên để cho cái nước dùng mình nó được trong hơn đó các bạn. Sau đó Nhí sẽ giảm lửa và Nhí sẽ hầm nha các bạn. Cái bí quyết mà để làm cho cái nồi nước dùng nó thơm á, thì các bạn hầm càng lâu thì cái nước dùng nó càng thơm càng ngon. Còn nếu các bạn mà có sử dụng cái xương để tận dụng để bán hủ tiếu xương đó, thì các bạn phải canh từ khoảng 20 đến 25 phút thì các bạn phải vớt cái xương này ra nè các bạn. Nếu các bạn để lâu quá thì cái xương nó bị gục, nó bị mềm. Đây các bạn, đây là một số gia vị Nhí đã chuẩn bị đây, gồm có 130g đường phèn, 35g bột niêm cà no, một ít tỏi phi. Bên đây thì Nhí có 35g muối hột, 70g bột ngọt. Thì đây là những cái gia vị để mình nêm cho cái nồi nước dùng 5 lít nha các bạn. Thì sau khi một thời gian Nhí hầm xương xong khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Nhí sẽ vớt xương ra nè. Và Nhí dùng một cái gây để vớt những cái phần mà rau củ hoặc là thịt nó bị vỡ ra đó các bạn, cho cái nồi nước dùng mình nó trong, nó đẹp hơn. Và bây giờ thì Nhí sẽ cho gia vị vào đây luôn. Nhí cho vào đây 130g đường phèn, 35g bột niêm cà no, 35g muối hột và 70g bột ngọt nha các bạn. Khi mình cho gia vị vào trong nước dùng đang sôi á, thì nó có hiện tượng bọt đó các bạn. Nên các bạn phan hãy vớt bọt mà các bạn hãy dùng cây vá các bạn quậy lên cho cái gia vị nó tan đi. Sau đó các bạn hãy vớt bọt. Đây Nhí dùng một cây vá như vậy lên nè, cho cái phần gia vị nó tan ra các bạn. Tại trong nước nóng thì nó nhanh tan lắm. Nó sau khi tan thì bây giờ Nhí sẽ vớt bọt nè. Lúc này thì cái nồi nước dùng nó rất là thơm các bạn. Đây các bạn, Nhí sẽ mở lớn lửa lên chút xíu. Nếu có bọt thì Nhí sẽ vớt. Và Nhí sẽ cho thêm vào đây nửa muỗng ăn canh tỏi phi. Và bây giờ thì các bạn có thể nêm lại theo cái khẩu vị của mình. Bây giờ Nhí sẽ nêm lại coi nó vừa ăn chưa nha các bạn. Rất là ok luôn các bạn, rất là vừa ăn luôn rồi. Cái vị rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Thì đây là cái công thức nấu hủ tiếu Nam Giang cho một cái nồi nước 5 lít để gia đình chúng ta ăn hoặc là chúng ta có thể kinh doanh. Video trước thì có nhiều bạn hỏi Nhí là chia sẻ cái cách trụng hủ tiếu, trụng làm sao mà sợi hủ tiếu mềm dai mà không bị quấn cục lại đó các bạn. Thì bây giờ nè, nước sôi nè, Nhí cho hủ tiếu vào nè, Nhí dùng đũa Nhí quậy đều lên nè các bạn. Còn nếu các bạn nào mà trụng trong cây vợt thì các bạn phải thường xuyên lắc cây vợt để đảo cái cọng hủ tiếu đều lên. Thứ nhất là làm cho cọng hủ tiếu nó chín đều, tránh cái tình trạng mà chỗ nó bị mềm rồi mà chỗ nó chưa chín. Và các bạn trụng hủ tiếu này trong vòng khoảng 15 đến 20 giây là các bạn vớt ra. Khi các bạn vớt ra thì các bạn cho vô tô, sau đó các bạn múc một ít dầu tỏi các bạn cho vào và các bạn dùng đũa các bạn đánh lên. Nếu các bạn nào đi ăn hủ tiếu chịu khó để ý cái người làm hủ tiếu thì họ thao tác y như vậy. Thì khi mà múc nước dùng vào trong hủ tiếu thì cái sợi hủ tiếu nó không bao giờ bị quấn cục lại các bạn. Và đặc biệt cái sợi hủ tiếu nó rất là thơm nữa. Đây các bạn nhìn rất là ngon luôn. Thì bây giờ Nhí sẽ cho topping vào và Nhí sẽ chan nước vào và mời tất cả các bạn cùng thưởng thức xem cái hủ tiếu Nam Vang nó có cái hương vị như thế nào và nó ngon như thế nào nha các bạn. Nếu các bạn thấy video Nhí hay hữu ích, hãy để lại cho Nhí xin một like và giúp Nhí share những cái thông tin này cho bạn bè người thân mình được xem. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí nha các bạn. Để Nhí có nhiều động lực hơn, chia sẻ nhiều cái món ăn ngon hơn theo yêu cầu của các bạn nè. Và chia sẻ nhiều cái món ăn ngon để phục vụ cho tất cả các bạn. Đây các bạn, một tô hủ tiếu Nam Vang Nhí đã thực hiện hoàn thành rồi các bạn. Trong đây gồm có tôm nè, thịt bằm nè, trứng cút nè, thịt nạc nè, với lại xương nè. Một tô hủ tiếu rất là nóng hổi luôn các bạn. Nếu mà trời đang mưa mà các bạn ăn một tô hủ tiếu nóng mà sợi hủ tiếu dai thơm thì phải nói là rất là tuyệt vời. Bây giờ thì Nhí xin mời tất cả các bạn thưởng thức cùng với Nhí nha.
rất là ngon các bạn ơi. Đây các bạn nhìn không, hấp dẫn không các bạn? Thịt nè, xương nè, tôm nè, tôm thì rất là tươi, rất là ngon luôn các bạn. Bây giờ nhí múc ra chén nha các bạn, và mời tất cả các bạn nha. Quá trời ngon rồi các bạn ơi, thơm phức luôn. Đây các bạn, mời các bạn nha, quá trời đã luôn rồi, rất là tuyệt vời các bạn. Cái sợi hủ tiếu thì dai nè, và cái nước dùng thì thơm ngon, cái vị rất là vừa ăn các bạn. Nhí chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái công thức nấu hủ tiếu Nam Vang thật là ngon, để gia đình chúng ta luôn có những cái món ăn ngon, những cái món ăn mới. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn. Xin chào tất cả cô